Đây là chiếc phòng ngủ của mình. Có view rất là đẹp. Nhìn ra mặt biển Cát Bà. Đằng kia có một cây phượng với hoa đỏ rất đẹp. Mình chỉ mong cuộc đời mình nó cũng đỏ như những cái hoa kia. Và đây là lối ra ban công để ngắm nhìn toàn cảnh view Cát Bà. Rất đẹp. Trời rất quang, rất may là ngày mình đi không có mưa. Tuy rằng trời hơi âm u nhưng không có mưa. Bây giờ là hơn 5 giờ sáng. Bye bye. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.